Chào tất cả các quý vị nhé. Ở video này tôi muốn chia sẻ đến các vị về mẫu màu cửa cuốn tấm liền, rồi là báo giá của cuốn tấm liền, rồi một số các cái kỹ thuật cơ bản của cuốn tấm liền, ví dụ như là chiều rộng tối đa của cuốn tấm liền là bao nhiêu, và những cái cửa mà theo tiêu chuẩn dưới 15m thì như thế nào, và trên 15m thì chúng ta lắp đặt như thế nào, tức là chúng ta xử lý như thế nào để cho nó cửa cuốn được bền. Thì mời các vị cùng xem nha. Trước tiên là đây là mẫu màu của cuốn tấm liền, và tôi cũng nói luôn báo giá. Đây là cả cửa cuốn tấm liền hiện nay là có 3 màu chính, đó là màu, đây là màu xanh. Đây chúng ta xem, đây là màu xanh. Đấy. Mặt còn lại của màu xanh thì là màu ghi. Đấy, tức là mặt chính là màu xanh. Tức là mà lô trong hay là lô ngoài thì là cái mặt bên thì là đứng từ bên ngoài nhìn vào thì ta quy ước là gọi đặt tên màu đấy, màu gì, màu chính thì đứng từ bên ngoài nhìn vào thì đây là màu xanh nhá. Đấy. Ví dụ như đứng từ ngoài nhìn vào thì chúng ta đặt cửa là cửa cuốn màu xanh thì coi như nó là lô ngoài màu xanh, còn bên trong nó sẽ màu ghi. Đấy, mặt chính là màu xanh, mặt còn lại là màu ghi. Đây là màu vàng kem nhé. Mặt chính màu vàng kem và mặt còn lại cũng là màu ghi. Đấy. Tiếp theo nữa là màu ghi còn lại. Khi mà chúng ta chọn cửa màu ghi thì mặt còn lại có thể là màu xanh hoặc màu vàng kem, tức là nhìn đứng từ bên ngoài nhìn vào mặt chính thì là màu ghi. Về báo giá cửa cuốn tấm liền thì hiện nay là chúng tôi bán buôn bao gồm đầy đủ dây, giá, khóa, vận chuyển quanh Hà Nội, tại Hà Nội, cũng như là gửi bến xe, ra bến xe, đi các tỉnh, bao gồm gửi ra bến xe, còn đi các tỉnh là chúng tôi bán là dao động, giá dao động từ 350 đến 450 nghìn một mét vuông, bao gồm đầy đủ dây, giá, khóa và trục, tức là chúng ta về chỉ việc lắp đặt. Còn cái cước xe từ Hà Nội đưa các vị ví dụ ở Thái Bình thì sẽ chịu cái cước xe tải đấy. Từ Hà Nội đi Thái Bình, từ bến xe Hà Nội đi Thái Bình hoặc là đi Lào Cai chẳng thì chịu cái tiền cước từ nhà xe tải, từ bến xe đi Lào Cai hoặc là Quảng Ninh cũng vậy. Thì thông thường thì cái cước xe này thì nó tính theo có thể là 1 mét, tính theo mét dài, ví dụ như cái bộ cửa chúng ta là 3 mét dài thì thường họ tính giá là 300.000 đấy, tùy theo ví dụ chúng ta đặt số lượng nó một bộ thì như vậy, còn nhiều bộ thì có thể chúng ta sẽ đàm phán theo giá với cả nhà xe, thông thường là trung bình cứ 100.000 một mét dài đấy. Còn đấy, giá cửa cuốn là như vậy. Các vị có hỏi thêm gì thì cứ bình luận bên dưới. Đây là giá bán buôn là 350 đến 450 nghìn một mét, bao gồm vận chuyển ra bến xe hoặc giao quanh Hà Nội tại một địa điểm bất kỳ của Hà Nội, bất kỳ với điều kiện là xe tải vào được hoặc là điểm gần nhất, nếu mà nhà trong ngõ ngách thì chúng tôi giao ở bên ngoài. Còn bán lẻ thì dao động, giá dao động từ 550 đến 750 nghìn một mét vuông nhá. Cửa cuốn tấm liền giá bán lẻ là dao động từ 550 đến 750 nghìn một mét vuông, bao gồm cả công lắp đặt và có kỹ thuật đi khảo sát. Còn bán buôn thì là các cửa hàng nhôm kính hoặc là các kỹ thuật thợ thiết là lắp đặt cửa cuốn là tự đo lên là mua được giá như vậy. Còn khi mà bán lẻ thì chúng tôi phải có kỹ thuật qua khảo sát đo đạc để có thợ lắp đặt thì là giá hoàn thiện là như vậy.
Ai có hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Đây, màu xanh này, màu vàng kem này, màu ghi này. Và về kỹ thuật cửa cuốn như sau, là cửa cuốn hiện nay ấy, thì những cái bộ cửa mà dưới 15 mét thì chúng ta có thể sử dụng kéo tay, 16 mét cũng được, tầm 15-16 mét đổ lại thì chúng ta kéo tay. Còn những bộ cửa mà trên 16 mét, 17, 18, 19, 20 mét thì tôi cũng khuyên các vị là lên lắp motor. Lắp motor thì đây này, thì là cái ví dụ như là đây là cái tay cửa nhá. Khi chúng ta cửa to ấy thì chúng ta dùng tay để kéo đến lúc cái cót nó nặng, chúng ta giật rất là nặng, đẩy lên thế giật nặng nặng này thì trong thời gian nó cọ nhiều rất là mạnh, bởi vì cái cửa to thì chúng ta phải kéo nặng rồi chúng ta phải đẩy lên cũng nặng, rồi chúng ta đẩy như vậy thì cái dây polyguide này trong thời gian nó có thể bị đứt khi mà nó cọ vào nhiều và lá hiện giấy hiện tượng là rách lá. Nên là những cái bộ cửa to trên 16 mét, ví dụ 20 mét hoặc là 25-30 mét thì chúng ta lên dùng motor và lắp trục to là trục phi 114, lắp như cái cửa motor, cái trục của cửa khe thoáng ấy. Cái những cái cửa to như vậy thì chúng ta có thể là thứ nhất là chúng ta gia cố thêm cái thanh V ở dưới đáy này để làm cái tải cái trọng này. Đấy, chúng ta gia cố thêm cái cây V ở dưới đáy này nhá. Đấy, ở đáy này thì là nó làm cho cái bộ cửa nó sẽ cứng cáp hơn. Hoặc là các cái một số người bộ cửa to quá thì chúng ta có thể cho cái sắt hộp vào các cái cây sóng như này. Đấy, chúng ta cho cây sắt hộp vào các cái sóng âm này, cách 1 mét chúng ta cho một cây sắt hộp thì nó sẽ rất là chắc chắn. Nếu mà những bộ cửa mà cứ 30 mét hoặc 32 mét, 33 mét đấy, và dùng trục phi 4 thì như vậy quá trình lên xuống ấy thì cửa to thì nó sẽ lên xuống rất là đều này, thì nó không bị rách cái dây polyguide này thì cửa nó sẽ rất là bền, và chúng ta lại gia cố các cái sắt hộp lửa thì rất là cứng cáp. Ngoài ra là những cái bộ cửa mà chiều cao ấy, to ấy, thì chúng ta lên lắp dây, đây là dây có lại U100 và đây là U60, thì cái bộ cửa cao ấy thì chúng ta lắp dây U100 thì cái lá của nó sẽ ngậm vào đây là 8,5 phân, còn cái cửa này lá nó ngậm vào được 4,5 phân. Đấy, chính vì chúng ta khi mà chúng ta độ cái chiều cao của cửa cao và chiều rộng lớn, chúng ta lắp cái dây U100 này ấy, thì nhiều khi là cái sai số cho phép của nó có thể lên đến 2-3 phân vẫn không sao, với nhiều trường hợp nhà cao cột cao xong rồi cái dây nó chỉ cần, nếu mà chúng ta lắp cái dây nhỏ này ấy, thì là có thể là chúng ta chèn chéo một tí thôi, thì chênh nhau một tí chút, chéo một chút thì là ở trên cửa sẽ vào được và dưới cửa sẽ bị hở ra. Nên là chúng ta những cái chiều cao mà lớn thì chúng ta lắp dây này thì thứ nhất là cái độ ngậm của cửa vào nó sẽ sâu hơn, nó sẽ đảm bảo hơn. Thứ hai là cái sai số cho phép chúng ta có thể là 1 phân 2 phân vẫn được. Còn nếu mà chúng ta mà lắp cái dây mà U60 và cái cửa chiều cao nó ví dụ như 5 mét ấy, thì nó sẽ không đảm bảo. Nếu mà chúng ta lắp mà lệch cái cột cái tường nó lệch theo như vậy thì chúng ta lắp như vậy thì nó sẽ trên thì cửa thò vào và dưới thì cửa lại chạy ra ngoài. Nên là chúng tôi cũng lưu ý các vị như vậy. Đấy, tức là về cái chiều rộng như thế và chiều cao như thế là cửa mà dưới 16 mét thì chúng ta lên lắp, tức là có thể kéo tay được. Còn trên 16 mét thì chúng ta lắp motor và dùng trục phi 114 có để và có thể tăng cứng thêm nếu mà chúng ta muốn. Ví dụ như cửa nó là tấm điện thì có những bộ cửa tối đa là 7m1 nha. 7m1, 7m2 là lắp trục phi 114 là, và chúng ta dùng biện pháp như vậy thì sẽ rất là đảm bảo.
Còn cái bộ cửa mà chiều dưới 15 mét, 16 mét thì kéo tay. Thì hiện nay tôi thấy một số bộ cửa là dùng đến 6, 7 năm, đến 8 năm rồi vẫn bình thường. Các vị có hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Còn những cái bộ cửa ấy mà nó diện tích nó nhỏ, ví dụ như là 2 mét hay là 3 mét hay là 4 mét hay là 5 mét thì chúng tôi bán đồng giá là 3 triệu 800 nghìn nha, bởi vì cái bộ cửa cuốn nhỏ như vậy thì nó cũng phải đầy đủ cấu tạo dây này, giá này, khóa này, công lắp đặt này, vận chuyển này, nên là chúng tôi cũng chia sẻ là những cái bộ cửa mà nó ví dụ như là 2 mét thì hay là 3 mét thì đơn giá nó cũng là thành 3 triệu 8 luôn. Bởi vì nó cũng phải đầy đủ cấu tạo như vậy, nên là tôi chia sẻ như vậy để các vị nắm được nha. Các vị có hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Video này tôi kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở video tiếp theo nha.